Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các em đã cùng quay trở lại khóa học Ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các bạn nhỏ của cô yêu mến, từ khi vào lớp 1 cho đến nay, hẳn đã có lúc em muốn nhờ người khác làm bài tập hộ, nhất là những lúc bài khó hoặc khi cần nộp bài gấp, đúng không nào? Em có thấy điều đó là bình thường hay không? Nếu như gặp một đề văn yêu cầu tả hay kể về một người bạn thân nhất của em, em có cho rằng bài do người khác viết sẽ nói đúng về người bạn hơn là bài do em tự viết hay không? Để có thể tìm ra được câu trả lời sáng suốt nhất cho những câu hỏi này, cô mời chúng mình cùng vào bài học Văn bản Bài tập làm văn. Trích Nhóc Nicola Những chuyện chưa kể Của hai tác giả Rene Goscinny và Răng rắc sang P Trong phần thứ nhất này Cô cho chúng mình trước hết sẽ đi đọc văn bản Các em cùng lắng nghe và theo dõi quá trình đọc văn bản với cô nhé Văn bản Bài tập làm văn Bố đi làm đã về đến nhà Bố ôm mẹ, ôm tôi và nói rằng Rồi ạ, à, sao mà một ngày làm việc ở văn phòng nó lại mệt mỏi đến thế không biết? Rồi bố sỏ giày băng tút Bố với lấy báo Bố ngồi xuống ghế phô tơi Còn tôi thì nói với bố rằng Bố cần phải giúp tôi làm bài tập Bố thật sự là rất khá Bố bế tôi đặt tôi lên đầu gối bố lau mặt cho tôi bằng cái khăn mùi xoa to của bố bố nói với tôi rằng bố của bố thì chẳng bao giờ giúp bố làm bài tập cả nhưng mà bố thì khác bố sẽ giúp nhưng mà là lần cuối cùng bố tôi ý à rất là tuyệt chúng tôi chuyển sang cái bàn nhỏ trong phòng khách xem nào bố hỏi tôi xem cái bài tập lẫy lừng này nó ra làm sao nào tôi trả lời bố rằng đó là một bài tập làm văn đầu bài là tình bạn hãy miêu tả người bạn thân nhất của em ồ đầu bài ra hay rất hay đi chứ bố nói mà bố lại còn rất giỏi về tập làm văn chứ lị các thầy giáo bố còn nói là có cả một ban rắc ở trong bố nữa kia. Tôi không hiểu tại sao các thầy giáo bố lại nói như thế với bố. Nhưng đã nói thế thì chắc là phải oách lắm. Cho nên bố mới có vẻ tự hào đến vậy. Bố bảo tôi cầm lấy bút và bắt đầu viết. "Phải bố cục một tí." Bố nói. "Trước tiên, ai là bạn thân nhất của con?" "Con có hàng đống bạn thân." Tôi trả lời bố, "Còn những đứa khác thì chẳng bạn bè gì sắt Bố nhìn tôi như thể là bố hơi ngạc nhiên một tí, rồi bố nói, "Rồi, rồi." Và bố yêu cầu tôi chọn một đứa bạn thân nhất trong cả đống và ghi ra những đức tính mà tôi thích ở thằng đó. Làm thế sẽ lập được dàn ý bài tập làm văn của chúng tôi. Sau đó, viết sẽ rất dễ. Thế là tôi bèn giới thiệu với bố thằng Ancestor Cái thằng lúc nào cũng ăn luôn miệng và chẳng bao giờ bị ốm Nó là thằng to béo nhất cả bọn Và nó rất là hay Sau thằng Ancestor Tôi lại nói với bố thằng Zerfra Cái thằng có hàng đống đức tính hay Bố nó giàu ơi là giàu Và toàn mua cho nó đồ chơi Và Zephra thỉnh thoảng lại mang cho bọn bạn mượn rồi làm vỡ mất. Rồi cả thằng ớt đơ, cực khỏe và rất là thích đấm đá. Nhưng mà chỉ đấm bạn bè thôi, bởi vì nó rất rát. Rồi còn cả thằng Duy Phút nữa. Như những đứa khác, cũng có rất nhiều đức tính. Nó có một cái còi thổi nảy hột và bố nó thì là cảnh sát. Rồi đến thằng me xăng Chạy nhanh ơi là nhanh Và đầu gối thì vừa to vừa bẩn Rồi đến thằng doa chim Không bao giờ muốn cho ai mượn gì Nhưng mà lúc nào thì cũng có hàng đống tiền trong túi Để mua kẹo caramel mà ngậm Còn chúng tôi thì chỉ được trầu mồm nó Rồi tôi ngừng lại Bởi vì bố tôi cứ tròn mắt ra mà nhìn tôi Thế thì sẽ khó hơn là bố tưởng rồi đấy." Bố nói. Có ai đó nhấn chuông cửa ra vào và bố đi ra mở cửa. Bố quay vào cùng với ông Đúc Ông Đúc là hàng xóm rất thích gây sự với bố. "Tôi sang với anh. Ta làm một ván cờ nhé." Ông Đúc nói. "Không được rồi." Bố trả lời tôi phải làm bài tập cùng với thằng bé. Bài tập của tôi có vẻ khiến ông Bledup hết sức quan tâm. Và khi ông biết chủ đề bài tập làm văn của tôi, ông liền nói là để ông làm cho và đảm bảo sẽ cực nhanh. Hãy gượng, bố nói. Tôi sẽ làm bài tập cho con tôi. Đừng cãi nhau nữa, ông Bledup nói Cả hai người mà cùng làm thì càng nhanh hơn, hay hơn chứ sao. Thế rồi, ông ấy ngồi xuống cái bàn nhỏ cùng chúng tôi. Ông gãi gãi cái đầu, ông nhìn ngơ ngẩn ra phía trước và ông nói: "Xem nào. Xem nào. Xem nào." Rồi ông hỏi: "Ai là bạn thân nhất của tôi?" Tôi đang định trả lời thì bố đã cắt lời, không để tôi kịp nói bố nói với ông Bồ Đúc rằng Hãy để cho chúng tôi yên Rằng chúng tôi không cần gì ông cả Tốt thôi Ông Bồ Đúc nói Tôi ấy à Tôi có bảo gì thì cũng chỉ là muốn cho con anh được điểm tốt hơn mà thôi Chả lẽ cứ lẹt đẹt mãi Điều này lại khiến bố phật ý Vì tôi thấy bố không bằng lòng Nên tôi muốn bênh bố Tôi bèn nói với ông Bờ Lê Đúc rằng Bố viết văn giỏi lắm Và rằng các thầy giáo bố đã nói rằng Có hàng đống ban rắc ở trong bố Ông Bờ Lê Đúc bắt đầu cười rũ Thế là bố đã vẩy mực vào ca vát của ông Blay Đúc Ông Bờ Lê Đúc rất tức giận Tôi hiểu rằng Bài tập làm văn của tôi thì tốt nhất là tôi tự làm một mình Và tôi đã làm được một bài tập làm văn ra trò trong đó, tôi bảo rằng thằng ác nhăng là người bạn thân nhất. Tôi được điểm rất cao với bài tập làm văn ở trường. Và cô giáo còn viết vào vở của tôi. Bài viết rất cá tính, đề tài độc đáo. Chỉ có một vấn đề duy nhất là Từ cái bài tập làm văn về tình bạn, ông Bleduc và bố không nói chuyện với nhau nữa. Rone Goscinny và răng rắc P nhắc Nicola, những chuyện chưa kể, tập 1. Trắc Phong và Hương Lan Dịch, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Nhã Nam, Hà Nội, năm 2016, trang 340 đến 347. Các bạn nhỏ yêu quý, cô trò chúng mình vừa đọc xong văn bản, bài tập làm văn. Và đi vào khám phá văn bản này, các em sẽ cùng đến với 3 phần, tìm hiểu chung, tìm hiểu chi tiết, cuối cùng là tổng kết về văn bản. Trước hết, cô trò chúng mình sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả của văn bản này là ai và họ là người nước nào? Sách giáo khoa cung cấp cho chúng ta thông tin về tác giả của văn bản bài tập làm văn. Đó là Rone Gosini và họa sĩ Răng Rắc Sang P Ở đây, Nhà văn Rone Goscinny sinh năm 1926, mất năm 1977. Ông là nhà văn của nước Pháp, chuyên sáng tác truyện tranh, viết kịch và làm phim. Họa sĩ Răng Rắc Sang Pê cũng là một họa sĩ người Pháp, sinh năm 1932, là tác giả chuyên vẽ truyện tranh, vẽ tranh biếm họa. Đó là những thông tin về tác giả. Trong phần thứ hai, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thông tin về tác phẩm với những nét khái quát. Và các em sẽ nhắc đến năm đặc điểm của tác phẩm bài tập làm văn, đó là xuất xứ, thể loại, ngôi kể, nhân vật và bố cục. Trước hết, nói về xuất xứ, văn bản bài tập làm văn được trích từ tác phẩm nào sau đây? Đúng rồi, Văn bản bài tập làm văn trích trong cuốn sách nhóc Nicola những chuyện chưa kể tập 1 của hai tác giả Rone goi và răng rắc xăng p cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên năm 2004 kế tiếp chúng mình xác định được thể loại của văn bản này chính là truyện ngắn một trong những yếu tố cần phải quan tâm đến ở truyện ngắn chính là nhân vật nhân vật trong đoạn trích là ai? Hãy chọn ra ba nhân vật tiêu biểu từ đoạn trích này nhé. Trong văn bản Bài tập làm văn, chúng ta thấy có sự xuất hiện của ba nhân vật chính là cậu bé Nicola, người xưng tôi, bố của Nicola và ông hàng xóm tên là Bleduk. Trong ba nhân vật này, chúng ta thấy được nhân vật nào là người kể chuyện và em xác định được ngôi kể của chuyện ngắn này là ngôi kể nào chúng ta có chuyện ngắn được kể theo ngôi thứ nhất người xưng tôi chính là cậu bé nicola bố cục của văn bản sẽ gồm có hai phần trong câu hỏi sau đây em hãy xác định giới hạn và nội dung của từng phần phù hợp nhé phần thứ nhất từ đầu bố đi làm đã về đến nhà bố ôm mẹ ôm tôi cho đến thế thì sẽ khó hơn là bố tưởng rồi đấy bố nói phần thứ nhất chúng ta thấy nội dung nicola nhờ bố làm giúp bài tập làm văn phần thứ hai là phần còn lại có ai đó nhấn chuông cửa ra vào và bố đi ra mở cửa đến chỉ có một vấn đề duy nhất là từ cái bài tập làm văn về tình bạn, ông Lê Đúc và bố không nói chuyện với nhau nữa. Nicola đã tự mình làm bài tập làm văn. Cụ thể, những nội dung chi tiết nào sẽ được đề cập đến trong văn bản này? Cô trò chúng mình sẽ cùng đón đợi ở video tiếp theo nhé! Còn bây giờ, cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các em trong bài giảng phần thứ 2 của văn bản Bài tập làm văn trên trang web olm.vn